Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu. Đội nghi lễ vào vị trí. Đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý đứng lên chứng kiến lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng kính mời Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng lên tuyên thệ. Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Kính mời các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý ngồi xuống. Lễ tuyên thệ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến đây kết thúc. Đội nghi lễ về vị trí. Xin trân trọng kính mời Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến.
Kính thưa Quốc hội, thưa các vị đại biểu khách quý, thưa đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước. Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là một trách nhiệm hết sức nặng nề đối với tôi. Tôi xin nỗ lực cố gắng thực hiện những lời mà tôi vừa tuyên thệ. Sau đây, tôi xin có một vài ý kiến có tính chất báo cáo thêm với Quốc hội và cho phép được giải bày đôi chút về tâm tư, tình cảm của mình trước sự kiện này. Thưa Quốc hội, chắc có lẽ có người sẽ hỏi hoặc là muốn biết là vào lúc này tâm trạng tôi thế nào. Tôi xin thưa thật là vừa mừng vừa lo. Mừng là vì được Quốc hội, được nhân dân tin cậy, yêu mến, giao nhiệm vụ. Nhưng lo là lo làm thế nào để hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình trước đất nước. Kính thưa Quốc hội, chắc là có vị cũng hỏi là thì sắp tới có hẹn gì không? Thì tôi xin thưa là tôi đã hứa và tuyên thệ rồi. Giờ chỉ xin nói thêm là vì sao mà mừng và vì sao mà lo. Thì đây là tâm trạng thật lòng. Cũng giống như cách đây hơn 12 năm. Tôi nhớ là vào ngày 26 tháng 6 năm 2006, vào lúc 16 giờ, Quốc hội lúc bây giờ đã bầu tôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Tôi cũng vừa mừng vừa lo. Lo là vì chưa quen công việc của Quốc hội. Nói vui là chưa được làm Chủ tịch Quốc hội bao giờ. Rất là bỡ ngỡ. Và lúc bây giờ thì tôi như các vị biết là đang làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Nên trong cái tâm trạng ấy, khi được phát biểu trước Quốc hội, tôi cũng ngẫu hứng lẩy hai câu kiểu: nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay. Đến bây giờ cũng đang trong tâm trạng ấy, nhưng mà có phần lo lắng hơn. Là vì sao? Vì ba lý do. Một là tình hình nhiệm vụ của đất nước ta. Bên cạnh mặt thuận lợi là cơ bản, thành tích là lớn lao, chúng ta cũng đang đứng trước không ít khó khăn thách thức. Rất nhiều nhiệm vụ nặng nề đang chờ đợi trước mắt chúng ta. Tôi cũng đã có nhiều dịp nói, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay trên trường quốc tế. Chúng ta có quyền tự hào, phấn khởi, vui mừng trước những thành tựu toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong thời gian vừa qua. Nhưng tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn, không được quá say sưa với thắng lợi, và càng không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế, mà phải luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác. Diễn biến trước tình hình thế giới gần đây, chúng ta biết không biết cái điều gì sẽ xảy ra, ta không thể lường hết được, cho nên không được chủ quan, và nhiệm vụ thì nặng nề. Thứ hai là như các vị đại biểu và các đồng chí đã biết, thì từ hôm nay tôi được Quốc hội trao cho nhiệm vụ là Chủ tịch nước, nhưng đồng thời vẫn đang phải gánh chức Tổng Bí thư của Đảng. Công việc rất nhiều. Hội nghị Trung ương 8 vừa xong đã quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đến nơi rồi. Đó là sự thật.
nhiệm vụ rất là nặng nề, rất là khó khăn. Trình độ, năng lực, sự hạn chế của tôi là rất rõ, sự hiểu biết là không đáp ứng được yêu cầu, cho nên thật tình là rất lo. Trong khi đó thì tuổi tác đã lớn rồi, mà như Bác Hồ đã nói là khi người ta tuổi tác càng cao thì sức khỏe càng thấp, điều đó không có gì lạ. Tôi luôn luôn chuẩn bị sẵn cái tinh thần như vậy. Chính vì vậy mà tôi kính mong các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, rồi đồng bào cử tri, nhân dân cả nước thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện. Và các cơ quan hữu trách như là Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan tư pháp, các cơ quan ban ngành trung ương, các cấp, các ngành ở địa phương phải phối hợp với nhau thật tốt, thật nhuần nhuyễn, đặc biệt là nêu cao tinh thần đoàn kết thật cao. Có như vậy mới tạo điều kiện giúp đỡ cho cá nhân tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Riêng về phần cá nhân mình, một lần nữa tôi xin nhắc lại, sẽ ra sức phấn đấu, cố gắng làm hết sức mình để đáp ứng yêu cầu và những cái tình cảm mà Quốc hội, nhân dân đã dành cho chúng tôi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Quốc hội, chúc kỳ họp thứ 6 của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Thay mặt Quốc hội, xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Và tôi cũng xin thay mặt cho tất cả đại biểu Quốc hội có mặt hôm nay, gửi tới Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bó hoa tươi thắm cùng với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Quý vị vừa theo dõi lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước. Như vậy là kể từ hôm nay thì đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Theo ghi nhận thì nhiều ý kiến cho rằng điều này sẽ định hướng được sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chủ tịch nước thực hiện cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như góp phần đẩy mạnh hoạt động.
trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Theo quy định của Hiến pháp